Cảm ơn Chúa cho buổi sáng hôm nay. Trong lời của Ngài dẫn Sứ Ký chương 6, và xin Chúa Ngài cũng soi dẫn, ban lời sống cho chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chương này nói về lời hứa nguyện của một người Nazire, là người biệt riêng ra cho Chúa. Mục đích cho lời thề nguyện của một người Nazire, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cho dân Israel rằng, bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Nazire, đặc biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Biệt mình ra với Chúa, lời thề nguyện của Nazire là bày tỏ mong muốn đặc biệt của một người là muốn đến gần Chúa và tách bản thân của mình ra khỏi những tiện nghi và thú vui của đời này. Chữ Hebrew Nasir có nghĩa là tách biệt. Để thực hiện lời thề nguyện của một người Nazire, có một số người Nazire đáng chú ý trong Kinh Thánh, ví dụ như là Samson, các quan xét 13 câu 5. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nazire cho Đức Chúa Trời. Về sau nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine. Giăng Baptít, Luca chương 1 câu 15. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Và Phaolô, Công vụ chương 18 câu 18. Phaolô ở tại thành Corinto ít lâu nữa, rồi từ giã anh em xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Senkere vì người có lời thề nguyện. Lời thề nguyện chắc chắn cũng dành cho phụ nữ nữa, nhưng chúng ta không có ví dụ nào trong Kinh Thánh về một người phụ nữ thực hiện lời thề, ngoại trừ người vợ của Manoa trong thời gian mang thai Samson. Các quan xét chương 13 câu 4, vậy từ bây giờ hãy cẩn thận chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch vì ngươi, tức là mẹ của Samson ấy, sẽ có nghén và sanh một con trai. Các yêu cầu để hoàn thành lời thề nguyện của một người Nazire, câu 3 đến câu 8, thì phải kiêng cữ rượu và vật uống say, chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say, lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho hay là ăn nho tươi hoặc nho khô, trọn trong lúc biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sanh sản hết, từ hột đến da, trọn trong lúc hứa nguyện Nazire mình, chớ nên dùng dao cạo đầu, người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Chọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va chớ đến gần người chết, người chớ vì cha hoặc vì mẹ, vì anh hoặc vì chị đã chết mà làm cho mình bị ô uế, vì dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Chọn trong lúc hứa nguyện Nazire, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, người sẽ tách mình ra khỏi rượu và những đồ uống tương tự. Người Nazire bị cấm ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì từ cây nho, đây là một hình thức từ chối bản thân có liên quan đến ý tưởng dâng mình đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Nói chung, rượu vang và các sản phẩm từ nho được cho là một phước lành. Châm ngôn chương 3 câu 10, vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Rượu vang là một điều gì đó từ Chúa ban cho mà chúng ta nhận với lòng biết ơn. Thi Thiên 104 câu 15, rượu nho là vật khiến hứng chí loài người và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người. Không được dùng dao cạo trên đầu, tóc phải được dài ra trong suốt thời gian có sự thề nguyện và sau đó được cắt đi khi kết thúc lời thề nguyện. Đây là một cách thể hiện bên ngoài cho thế giới rằng người đàn ông hoặc là người đàn bà này đang có một lời thề đặc biệt. Trong trường hợp của Samson, sức mạnh của ông từ lời thề nguyện và sự tách biệt của Nazire dâng cho Chúa. Vì vậy, Delila đã cắt tóc của ông, một ví dụ công khai nhất về lời thề, một sự bày tỏ ra bên ngoài rõ nhất, thì sức mạnh của ông đã bị mất đi. Samson đã vi phạm lời thề trước đây trong cả các bữa tiệc uống rượu. Các quan xét chương 14 câu 10, cha người đi xuống nhà người nữ ấy và tại đó Samson bày ra một tiệc, ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm, và khi chạm vào xác chết, các quan xét chương 14 câu 8 câu 9, sau một ít lâu người trở lại đặng cưới nàng, đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đàn ong và mật, người bụng mật trong tay vừa ăn vừa đi, đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Sự tách biệt khỏi cái chết và hậu quả của tội lỗi là điều cần thiết trong suốt thời gian của sự thề nguyện. Hậu quả của việc vi phạm lời thề nguyện là gì? Câu 9 đến câu 12. Nếu ai chết thình lình gần bên người làm cho ô uế mình đã biệt riêng ra thánh thì phải cạo đầu mình trong ngày được sạch, tức là ngày thứ 7. Qua ngày thứ 8, người phải đem hai chim cu hay là hai bồ câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu và chuộc tội cho người đã phạm vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó người sẽ biệt đầu mình riêng ra thánh. Thế thì người phải biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va những ngày thề nguyện Nazire mình lại và dâng một con chiên con đực giáp năm làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và những ngày trước không kể nữa vì sự Nazire mình đã bị ô uế. Nếu có ai đó chết rất đột ngột bên cạnh của người thề nguyện Nazire thì lời thề của người đó bị phá vỡ. Sau đó thì tóc của người Nazire sẽ được cạo sạch và sẽ dâng một của lễ và lời thề nguyện sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Những ngày trước không kể nữa vì sự Nicene mình đã bị ô uế. Trong sách Mishnah kể lại việc nữ hoàng Helena đã gần như hoàn thành 7 năm lời thề nguyện Nicene, thì bà lại bị ô uế và do đó phải giữ tiếp tục trong 7 năm nữa. Trích dẫn của Wenham. Tổng kết lại lời thề của một người Nicene thì các vật dụng cần thiết để hiến tế, câu 13 đến câu 15. Này là luật lệ về người Nicene. Khi nào những ngày Nicene mình đã mãn, người ta phải đem người đến tại cửa hội mạc. Người phải dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va, tức là một con chiên con giáp năm không tì vết làm của lễ thiêu, một con chiên con giáp năm không tì vết làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực không tì vết làm của lễ thú ân. Một giỏ bánh không men bằng bột lọc, bánh nhỏ tưới dầu, bánh tráng không men thoa dầu, luôn với của lễ chay và lễ quán cặp theo các lễ kia. Người ta phải đem người đến tại cửa hội mạc. Lời thề của một người Nicene kết thúc bằng một buổi lễ công khai với sự dâng của tế lễ rộng rãi, một con cừu đực, một con cừu cái và một con cừu đực, một giỏ bánh không men cùng của lễ quán. Lễ quán tức là lễ bằng đồ uống. Người sẽ dâng lễ vật mình cho Chúa. Không lạ gì khi Phaolô đến thành Jerusalem, ông được mời trả chi phí cho một số cơ đốc nhân đã thực hiện lời thề nguyện Nicene và sẵn sàng kết thúc bằng sự dâng của tế lễ. Công vụ các sứ đồ chương 21 câu 23 24. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Lời thề nguyện Nicene không phải là thứ có thể được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Của lễ được dâng lên câu 16 đến 21. Thầy tế lễ đem những của lễ này đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng của lễ chuộc tội cùng của lễ thiêu của người. Rồi ngoại trừ giỏ bánh không men, dâng luôn con chiên được làm của lễ thú ân cùng dâng của lễ chay và lễ quán của người. Tại cửa hội mạc, người Nicene phải cạo đầu mình đã biệt riêng ra, rồi lấy tóc bỏ vào lửa dưới của lễ thú ân. Sau khi người Nicene cạo đầu rồi, thầy tế lễ sẽ lấy cái vai chín của chiên được, một cái bánh nhỏ không men trong giỏ, một bánh tráng không men và để trong lòng hai bàn tay người, rồi đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh về thầy tế lễ với cái o đưa qua đưa lại và cái giò dâng dơ lên. Kế đó người Nicene được phép uống rượu. Đó là luật lệ về người Nicene đã hứa nguyện. Và đây là của lễ người phải dâng cho Đức Giê-hô-va thề nguyện Nicene mình, ngoại trừ của lễ nào người có thể dâng thêm. Người phải theo luật lệ về sự Nicene mình mà làm theo lời hứa nguyện của mình vậy. Thầy tế lễ và người Nicene sẽ dâng tế lễ từng vật phẩm một và khi kết thúc của lễ thì lời thề nguyện sẽ được hoàn thành. Phần C, sự chúc phước của thầy tế lễ, mạng lệnh chúc phước cho dân chúng, câu 22 đến 23. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng, các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Đây là cách mà ngươi sẽ chúc phước. Môi-se A-rôn là dòng dõi thiêng liêng mà Chúa ngài truyền lệnh cho họ phải chúc phước cho dân chúng. Họ phải làm điều đó theo như cách thức được trình bày chi tiết trong các câu tiếp theo. Những thầy tế lễ luôn có mặt để tuyên bố chúc phước lành khi kết thúc buổi lễ vào buổi sáng hàng ngày ở trong đền thờ và về sau này là trong các nhà hội. Trích dẫn của Wenham. Người phải chúc phước cho dân Israel. Thật là bất thường khi có một lời cầu nguyện được viết ra trong Kinh Thánh. Lời cầu nguyện tự do là hữu ích nhất và thông thường nó sẽ kết hợp tốt nhất với sự vận hành tự do của Đức Thánh Linh. Nhưng trong trường hợp có phước lành thì người của Đức Chúa Trời nói lời chúc phước là điều tốt. Con cái Israel có thể bỏ lỡ phước lành bởi sự ngu dốt hay quên hoặc là không tin của Aaron. Và do đó thì là để cho không có bị lệ thuộc vào Aaron, Aaron đã phải học thuộc lòng từng câu một. Điều này có nghĩa rằng là nếu chính Đức Chúa Trời đặt những lời đó vào miệng của thầy tế lễ ngài thì đó là những lời của Đức Chúa Trời. Trích dẫn của Spurgeon. Đây là sự chúc phước của Aaron này. Câu 24 đến câu 26. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi, ước muốn đơn giản này đặt trước hết mọi thứ, Đức Chúa Trời yêu thương và ban phước cho dân sự của ngài, và ngài ưa thích có những nhà lãnh đạo từ lâu để dân chúng được ban phước. Điều này cũng công nhận rằng tất cả các phước lành thực sự đến từ Đức Chúa Trời, và nếu không có sự ban phước của ngài, tất cả chỉ là vô ích. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng các phước lành của Đức Chúa Trời luôn ở trong tâm trí chúng ta là điều tốt nhất và cao đẹp nhất. Chúng ta thường mong đợi phước lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là một thế giới thoải mái và dễ dàng. Nhưng điều đó chắc chắn không phải vì lợi ích lớn nhất và cao nhất của chúng ta. Chúa biết bạn cần được ban phước như thế nào, ngay cả khi bạn không đáng được. Chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc tiện nghi hoặc giàu có khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta được ban phước. Phước hạnh thực sự từ Đức Chúa Trời cao hơn hạnh phúc hay là sự giàu có hay là sự thoải mái. Cầu xin Đức Chúa phù hộ ngươi, cũng có nghĩa là gìn giữ. Được Chúa gìn giữ, bảo vệ thật sự là một phước hạnh. Một số bị giam cầm bởi tội lỗi, bởi sự ham muốn trong chính họ. Một số bị giam cầm, bị giữ bởi những sự thờ ngẫu tượng, thờ hình tượng, lòng tham, ganh tị và những người khác thì bởi sự cay đắng và tức giận. Nhưng được Chúa giữ khỏi những sự đó, tức là phù hộ đấy, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ đấy, thì sẽ bảo đảm sự sống, sự bình an và sự thành công.
Câu 25. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, được có khuôn mặt của sự vinh hiển, hạnh phúc của Đức Chúa Trời chiếu trên con người là món quà lớn nhất mà con người có thể có được. Khi biết rằng khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài rất hài lòng, không phải vì bạn là ai hay là những gì bạn làm, mà vì bạn ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Không có nguồn bình an và quyền năng nào lớn hơn trong cuộc sống bằng cái đó. Chúng ta có thể tưởng tượng một người cha kỷ luật con trai mình và để con trai ra khỏi sự hiện diện của mình, sau đó nhận người con trai trở lại để nhìn thấy khuôn mặt một lần nữa. Đây là cách Đức Chúa Trời tiếp nhận những tội nhân đến với Chúa Giê-xu bằng đức tin. Tại sao người phải lo lắng khi Đức Chúa Trời mỉm cười? Điều gì là vấn đề mà cả thế giới chê bai? Nếu Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên tôi tớ của Ngài, thì cái nhìn chấp thuận từ Đức Chúa Trời sẽ tạo ra sự bình tĩnh sâu sắc và thú vị ở trong tâm hồn. Có nghĩa rằng là xung quanh có chống lại mình nhưng mà Chúa ở cùng thì vẫn là bình an, sâu sắc. Sự chân của Spurgeon. Và làm ơn cho ngươi, ý tưởng là Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót, dịu dàng và chăm sóc trên dân sự Ngài. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi, có nghĩa là ngước mặt Ngài hay là ngước con mắt của Ngài trên ngươi. Thầy tế lễ cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ nhìn dân sự Ngài. Khi Đức Chúa Trời ban phước, gìn giữ chiếu sáng và nhân từ đối với dân sự của Ngài, thì bất kỳ ánh mắt nào Ngài dành cho dân sự của Ngài đều tràn đầy không gì khác ngoài phước hạnh. Sự quan tâm yêu thương của Ngài dành cho người tin Chúa. Đoái xem cũng có nghĩa là ngước mắt hoặc là ngước mặt, nghĩa là Ngài chú ý đến. Và ban sự bình an cho người. Tiếng Do Thái là Shalom, không chỉ là sự chấm dứt thù địch, đó là lời của Đức Chúa Trời, để chỉ sự trọn vẹn, sự tốt lành và sự hài lòng, sự đẹp lòng của Chúa, sự hoàn toàn trong cuộc sống. Đây là sự sống dồi dào mà Chúa đã hứa. Giăng chương 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên, được sự sống và được sự sống dư dật. Cầu xin Đức Giê-hô-va, Đức Gia-vê, lặp lại 3 lần nhé. Chúng ta thấy là cầu xin Đức Giê-hô-va, mà chúng ta nên tập dùng cái chữ là Gia-vê thì nó chính xác hơn. Cầu xin Đức Gia-vê, cầu xin Đức Gia-vê, cầu xin Đức Gia-vê, lặp lại 3 lần. Lời Chúa không chứng minh là Chúa ba ngôi, nhưng nó chắc chắn là minh họa điều đó. Cầu xin Đức Chúa Cha ban phước và gìn giữ con cái Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời Con làm cho khuôn mặt của Ngài được chiếu sáng trên chúng ta và ban ân điển cho chúng ta, làm ơn cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh truyền lại sự chú ý, là Đức Chúa Trời đã truyền lại sự chú ý của Đức Chúa Trời đến chúng ta và ban bình an cho chúng ta. Spurgeon nói rằng, tôi sẽ không nói rằng điều này dạy về giáo lý ba ngôi, nhưng tôi phải nói rằng tin vào giáo lý ba ngôi thì tôi hiểu rõ hơn về đoạn kinh thánh lặp đi lặp lại này. Còn chữ ngươi được lặp đi lặp lại 6 lần ở đây, để nhấn mạnh Chúa muốn ban phước cho bạn. Chúng ta hay cảm thấy như thể Chúa thực sự muốn ban phước cho người khác thì đúng hơn, nhưng mà Ngài muốn ban phước cho chúng ta, cho mỗi cá nhân chúng ta. Chừng nào bạn mới được yên nghỉ trong Đấng Christ, Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại đã phán truyền sự vinh hiển đời đời và Ngài phán Chúa ban phước cho người. Ồ, nhưng mà tôi không xứng đáng. Chỉ vậy thôi, nhưng Chúa ban phước cho người. Tôi thật không xứng đáng, tôi thật lạc lối. Vâng, nhưng Chúa Giê-xu Christ biết tất cả và bao trùm tất cả. Chúng ta sẽ đọc thấy rằng sau đó Chúa ban phước cho người và gìn giữ người. Chúa làm cho khuôn mặt của Ngài chiếu sáng trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Chúa nâng vẻ mặt của Ngài lên trên ngươi, nghĩa là đoái xem ngươi, ngước mắt nhìn ngươi và ban sự bình an cho ngươi. Ồ, bạn đã khắc sâu điều đó vào trong trái tim mình chưa? Spurgeon nói như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời ban phước lành của Ngài cho chúng ta phải đón nhận bằng đức tin. Chúng ta phải giống như Gia-cốp, người sẽ không để cho Chúa đi cho đến khi Ngài ban phước cho. Hoa trái của phước lành, câu 27. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Vì vậy, họ sẽ đặt danh ta trên con cái Israel. Được Đức Chúa Trời ban phước là có danh của Ngài trên dân sự. Được đồng nhất với Ngài là ai, và đó là tất cả bản chất của Ngài. Thật là một món quà để có danh Chúa ở trên chúng ta. Aaron được lệnh phải công bố ơn phước này cho dân Israel, chứ không phải cho các dân tộc khác. Mặc dầu Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả nhân loại, nhưng có một ý nghĩa rõ ràng và mạnh mẽ mà Ngài chỉ ban phước cho dân sự của Ngài. Chúng ta phải kết hiệp với Ngài để đạt được phước lành đó, và ta sẽ ban phước cho họ. Chúa hứa sẽ ban phước, và để đáp lại lời chúc phúc này, người mục sư sẽ nói lời cầu nguyện chúc phước này trên dân sự thật là phù hợp như thế nào. Còn thích hợp hơn biết bao khi mỗi tín đồ luôn nhớ rằng chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm trên trời, Đấng hằng sống để cầu thay cho chúng ta và ban phước cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời Ngài phán, ta sẽ muốn, ta sẽ làm, thì tất cả các ác quỷ trong địa ngục không thể thay đổi được phước lành mà Ngài đã định. Và mọi thời đại đời đời không thể thay đổi được lời của Đức Vua đã phán. Spurgeon. Chúa đã ban phước cho dân sự Ngài và Ngài sẽ cho họ biết điều đó. Ngài đã ban phước cho họ với tất cả các phước lành thuộc linh ở những nơi trên trời trong Chúa Giê-xu Christ, và ước muốn của Ngài là họ được trải nghiệm sự trọn vẹn của phước hạnh này. Làm con dân của Chúa mà không có ý thức về phước lành này ư? Nếu bạn còn tiếp tục trong tình trạng thấp kém đó, thì đó không phải là ý muốn của Chúa. Spurgeon nói như vậy. Bây giờ chúng ta cùng xem trích dẫn ở trong trang biblestudium.de, mục nói về thực tại bên trong, về sự biệt riêng mình ra đấy.
và thực tại bên trong. Một trong những điểm nổi bật của người Nazire là tách biệt hay là tận hiến, là người đó để tóc dài. Tuy nhiên, khi người Nazire phạm luật này thì người phải cạo tóc ở trên đầu. Dân số ký chương 6 câu 9. Mọi người sau đó có thể thấy rằng thời gian thề nguyện của người đã kết thúc. Chúng ta rút ra bài học ở đây từ điều này rằng chúng ta không bao giờ nên đại diện cho một cái gì đó bên ngoài mà không tương ứng với thực tế ở bên trong. Chúa muốn sự thật ở bên trong. Bề ngoài chúng ta không thể muốn trở thành người thề nguyện tách biệt với mọi người, chỉ bày tỏ ra bên ngoài nếu như trong thâm tâm của chúng ta không có như vậy. Chúng ta không thể quật roi bên ngoài để mà trừng trị tội lỗi đang làm đè nặng bên trong lương tâm của chúng ta. Cái đó nó không được. Lời nói của chúng ta phải phù hợp với hành động của chúng ta. Chúng ta nên làm sạch cả bên trong và bên ngoài, chén và cả mâm nữa. Ma-thi-ơ chương 23 câu 25. Khốn thay cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Và đặc điểm đó là Chúa muốn của lễ và con người bên trong. Thi Thiên 51 nói rằng Ngài muốn sự chân thật nơi bên trong. Chúa sẽ làm cho tôi biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Phần tiếp theo là bài nói về Chúa Giê-xu có để tóc dài hay không. Tất nhiên, một câu hỏi về việc liệu Chúa Giê-xu có để tóc dài hay không rõ ràng sẽ được trả lời bằng sự phủ định. Tóc dài là một điều xấu cho một người đàn ông, nhưng lời Đức Chúa Trời nói trong 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu 14 rằng chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Chúa Giê-xu Christ có nên làm điều gì đó đáng xấu hổ đối với Ngài không? Làm thế nào để bạn thực sự nảy ra ý tưởng mô tả Ngài với mái tóc dài? Trên thực tế, trong mọi bức tranh, ví dụ như là trong Kinh Thánh dành cho trẻ em hoặc là phim về cuộc đời Chúa Giê-xu, rõ ràng bằng cách nào đó người ta muốn làm nổi bật con người. Con Đức Chúa Trời từ trong số các môn đồ lỗi lầm. Nhưng Kinh Thánh cho thấy bề ngoài không thể phân biệt được Ngài với các môn đồ. Nếu không thì lẽ ra Ngài đã không bị phản bội bởi nụ hôn của Judas. Đấng Christ là người kín đáo, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Ma-thi-ơ chương 12 câu 19. Và đó là một vinh quang mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Có lẽ một số người còn nghĩ rằng Đấng Christ là một người Nazire, nhưng người Nazire không cắt tóc, thường là trong một khoảng thời gian. Điều này được thể hiện rõ ràng ở trong Dân Số Ký 6. Nhưng Chúa Giê-xu Christ không phải là người Nazire theo đúng nghĩa đen trong Dân Số Ký 6. Ngài là sự ứng nghiệm của những gì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ với sự chỉ dẫn này. Điều này cũng thể hiện rõ qua việc Ngài uống rượu và chạm vào người chết, điều mà người Nazire không được phép làm. Chúa Giê-xu Christ không để tóc dài, và đàn ông chúng ta cũng không muốn như vậy. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, để tóc dài là một niềm vinh dự. Cảm ơn Chúa cho lời Chúa hôm nay.